Một số khu đô thị cơ bản hoàn thành hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm, khu đô thị mới Định Công, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, khu đô thị sinh thái Vincom Village, khu đô thị Trung Nguyên, v.v. Trong số 137 khu đô thị còn lại, có 45 khu đô thị đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên đất. 92 khu đô thị đã được phê duyệt quy hoạch, đang giải phóng mặt bằng, thực hiện chuẩn bị đầu tư hoặc mới bắt đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Việc nhiều dự án bất động sản chậm tiến độ tại Hà Nội đang gây khó khăn cho người mua khi nhiều người đã đóng hàng tỷ đồng nhưng vẫn chưa nhận được căn hộ. Bên cạnh những doanh nghiệp bất động sản thật sự khó khăn, còn có không ít doanh nghiệp làm ăn trục giật, do đó thua thiệt thuộc về khách hàng.